Căn nhà của chúng ta nằm ở kế đường Hậu Giang, quận 6, thuộc đường Chợ Lớn, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này nằm ở trên con đường 16m, 34 làn xe, tránh nhau thoải mái luôn chị nha. Căn nhà của chúng ta là một trệt 3 lầu, ngang 4m rưỡi, dài 16m anh chị, sổ hồng riêng, 5 phòng ngủ nha, nằm trong khu vực kinh doanh tốt nha anh chị. Căn nhà của chúng ta đây, ngay đường Hậu Giang đi vô đây anh chị. Và kế bên là có một cái quán cơm đang kinh doanh này, nổi tiếng luôn anh chị. Đó. Và 34 làn xe tránh nhau được luôn anh chị nha. Bây giờ mình cùng vô căn nhà này. Ngang 4m rưỡi, dài 16, thuộc quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, đường Chợ Lớn anh chị nha, kế bên đường Hậu Giang anh chị nha. Đó, 34 làn xe tránh nhau được luôn. Căn nhà chúng ta là căn này này. Đó. Có hai căn đứng cạnh nhau này, căn của chúng ta là căn ở giữa này anh chị nha. Đó, ngang 4m rưỡi, dài 16. Nhà đã qua sử dụng nhưng mà như mới luôn anh chị. Bây giờ chúng ta cùng vô nha, xe hơi đậu trong nhà luôn anh chị. Đây căn nhà chúng ta là căn này. Đó, kế bên là người ta đang làm kinh doanh phong thủy anh chị, sơn mờ phong thủy, và kế bên là quán cơm anh chị nha. Đó, đây là căn này của chúng ta đây. Đây là phòng khách nha. Ngoài thì mình có một lớp cửa cuốn nha anh chị. Đó, phòng khách của mình này. Rồi, cầu thang nằm giữa nhà anh chị nha. Đây có một cái bức tranh bằng đá. Rồi, nhà vệ sinh đặt ở giữa nhà. Ở đây là khu vực bếp anh chị, phía sau là có giếng trời thoát hiểm. Lối thoát hiểm thì chúng ta đó, thông từ dưới lên trên cho mình luôn. Nên là căn nhà nó sẽ sáng anh chị. Đây phía sau này. Đó, nhà vệ sinh mình đặt ra ngoài này cũng được luôn anh chị. Chỗ này là mình thoáng nha anh chị, làm tiểu cảnh đều được luôn anh chị nha. Đây, view nhìn từ trong nhìn ra ngoài. Căn nhà chúng ta nằm ở đường Chợ Lớn và kế bên đường Hậu Giang anh chị nha. Nhà vệ sinh mình đặt ở đây này. Đó, view nhìn từ trong nhìn ra ngoài, tiện kinh doanh buôn bán anh chị nha. Ngang 4m rưỡi, dài 16, đường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lên lầu 1, lầu 2 của căn nhà. Vì lầu 1, lầu 2 tương tự như nhau nên là Huy chỉ quay chỉ một lầu thôi để tiết kiệm thời gian. Đây là cái phòng ngủ ở phía sau nha anh chị. Tất cả 4 phòng ngủ của hai lầu đều có nhà vệ sinh bên trong luôn. Phòng ngủ này cũng rất là lớn anh chị nha, và có giường tủ như chúng ta anh chị. Phía sau của mình là trống nha, nên là nhà cũng rất là thoáng anh chị. Đây có nhà vệ sinh bên trong này, điện sử dụng nha, có vách ngăn từ dưới lên trên anh chị nha. Đó, và cái phòng phía trước này anh chị. Phòng phía trước thì tương tự mình có ban công ở đằng trước nha. Ở lầu 2 tương tự như vậy luôn chị nha. Ở riêng lầu 3 thì mình có thêm một phòng và sân thượng trước anh chị. Ở nhà vệ sinh bên trong này anh chị. Phòng ngủ đây anh chị. Nhà này đã qua sử dụng nhưng mà như là mới luôn chị nha. Nhà này nằm ở đường Chợ Lớn thuộc quận 6 thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Đây ban công trước của mình này, ban công lầu 2 tương tự nha. Dân cư xung quanh thì rất là đông anh chị. Đó, dân cư xung quanh rất là đông anh chị. Buôn bán kinh doanh thoải mái nha. Rồi đây là lầu 3 của căn nhà này anh chị này. Đó, lầu 3 này, sân thượng này. Phía sau này là mình có phòng ngủ và nhà vệ sinh. Đây là phòng ngủ phía sau này chị, tổng cộng là nhà mình có 5 phòng ngủ tất cả nha. Căn nhà ở quận 6, ngang 4m rưỡi, dài 16. Nhà vệ sinh có vách ngăn luôn anh chị nha, từ dưới lên trên đều có hết. Rồi anh chị này, đây là cái phòng thờ đằng trước nha anh chị, phòng thờ. Đó, anh chị nào làm phòng thờ, phòng giặt đều được anh chị. Phía trước đây là cái sân thượng anh chị, sân thượng này cũng rất rộng nha. Chiều dài khoảng 4m, chiều ngang 4m rưỡi nha. Tiện cho chúng ta muốn làm cái dịch vụ gì trên này cũng được anh chị. Và đây, đường trước nhà chúng ta đây, đường 16 chỗ nha, kế bên là đang kinh doanh rồi. Quá tuyệt vời luôn anh chị. Dân cư thì rất là đông, Huy sẽ bay flycam cho anh chị xem.